Bây giờ tôi sẽ hướng dẫn anh chị làm nhiệm vụ hàng ngày khi anh chị mở cái tài khoản của mình ra như thế này, đúng không? Anh chị đi tương tác rồi anh chị live stream, anh chị làm cái gì thì quyền của anh Đây. chị. Anh chị thích đăng bài, bắt đầu làm nhiệm vụ hàng ngày nhá. Một, được chưa? Đó. Cái này là hai, được chưa nào? Và đây là hai. Ok, được chưa? Bấm vào đó. Nó sẽ ra cái gì? Đây, anh chị nhìn đây. Anh chị nhìn thấy đã có những cái phần thưởng về tiền chưa? Đó. Đồng tốc đấy, đồng tốc đấy, cái đồng linh tu đấy, anh chị được thưởng đấy. Bây giờ anh chị bấm vào đây. Vào cái phần nhiệm vụ bên dưới này nhá. Phần nhiệm vụ bên dưới này. Chúng ta phải hoàn thành đã, đúng không? Chúng ta nhận thưởng đã. Bấm vào đây. Ok, được chưa nào? Bấm. Và đây là ba. Đúng chưa? Bước 3. Bấm vào đây, làm nhiệm vụ, đúng chưa? Làm nhiệm vụ thì chúng ta bắt đầu là nhiệm vụ như sau. 1 2 3, ba cái nhiệm vụ là chúng ta làm một lúc nhá, làm một lúc ba nhiệm vụ này luôn. Cái này tôi gọi là 4. Đúng chưa? Còn cái này, cái xem trực tiếp này, nhiệm vụ này là 5, tí nữa làm sau nhá, chị nhá. Ok. Rồi, bây giờ bấm vào một cái. Bấm vào một cái bất kỳ trong ba cái này. Nào, bấm vào đây, bấm cái bình luận trước nào. Bấm vào đây, sẽ ra thế này. Chúng ta bắt đầu làm nhiệm vụ, được chưa? Đây, vào cái dấu cộng này là theo dõi người ta, đúng chưa? Vào cái trái tim này là thích người ta, đúng chưa? Vào cái phần bình luận ở đây là tương tác với người ta, ok chưa? Và bình luận gì cũng được. Ok bạn, không nên đánh số nhé. Rồi, một người. Tiếp tục lướt đi. Rồi, hai người. Thích. Thích rồi, đúng không? Đánh vào dấu cộng này được chưa? Thích và trái tim, nhấn vào đây. Rồi, đánh chữ tuyệt vời. Tuyệt vời, đánh thế nào cũng được anh chị ạ. Rồi, đó, hai người xong rồi, chúng ta hãy về, chúng ta xem nhá. Hai người rồi nhá, cứ như thế chúng ta làm nhá. Rồi, sau khi mà chúng ta tương tác hết với mọi người ta là đủ 10 lần. Anh chị cứ làm 11, 12 lần cho nó thoải mái đi anh chị ạ. Đấy, khi anh chị tương tác hết xong xuôi rồi thì anh chị bắt đầu quay về đây. Anh lại chị lại quay về cái phần thông báo này nhá. Lại quay về cái phần thông báo này. Đó, tích vào đấy. Đó, được chưa nào? Và anh chị quay về cái phần thông báo này, anh chị lại làm lại những bước lúc nãy, anh chị lại bấm lên cái phần linh tu này để anh chị kiểm tra cái kết quả của mình. Được chưa? Rồi, sau khi ra đây anh chị lại bấm tiếp vào cái phần nhiệm vụ này, lại về cái phần nhiệm vụ này bấm một lần nữa anh chị nhá. Cứ từng bước một thì thấy hay chú ý nghe nhé, chú ý nghe này, đấy, bấm vào đây. Rồi, anh chị thấy chưa? Tất cả cái này chúng ta đã làm xong và chúng ta đã được tích lũy điểm đấy ạ, 137 điểm, anh chị thấy nhiều không ạ? Đấy, tại sao tôi được nhiều như vậy? Mà tôi tương tác với họ nhiều tôi được nhiều điểm thôi, thế là chính là như này. Ok, còn anh chị làm sẽ được 80 điểm đầu tiên nhá. Rồi bây giờ tôi sẽ vào đây để tôi đi xem trực tiếp. Nhưng mà muốn vào đây để xem trực tiếp được thì anh chị nhớ nhá, anh chị bấm vào đây nó sẽ không được. Mà anh chị phải ra cái phần này này. Đấy, phải ra cái phần này nhá. Phải bấm lên cái dấu nhân ở trên cùng rồi nhá, anh chị nhớ nhá, bấm dấu nhân ở trên này, tắt nó đi, được chưa? Tắt nó đi thì anh chị mới ra được trang chủ nhá, để làm nhiệm vụ tiếp theo. Đợi, bấm vào đây tắt đó. Lúc này anh chị đi xem xuống dưới này, đi xem người ta đang gì, người ta đang livestream, được chưa? Đi xem người ta lấy 5 phút. Đấy, bấm vào đây nhá. Rồi, xem ai cũng được tùy anh chị. Rồi, bấm vào đây và đi xem đi, kệ, cứ xem đi. Tương tác cũng được, làm gì cũng được, tặng động cho họ thì họ tặng lại thôi, đúng không? Mình tương tác với họ thì họ sẽ thưởng cho mình nhiều hơn, ok? Đó, cứ như vậy này, thoải mái đi, 5 phút bấm đồng hồ nhá. Ok, cứ như thế bấm đồng hồ Rồi 5 hết phút này là rồi xong. chúng ta quay về phần đây nữa, đúng không? Quay về đây chúng ta lên đây và chúng ta xem cái nhiệm vụ của chúng ta đã làm xong hết chưa? Thì và chúng ta quay vào cái phần nhiệm vụ này, bấm vào đây nhiệm vụ của chúng ta đã làm xong hết rồi, xong hết rồi. Thì chúng ta vào phần chúng ta đổi điểm thôi. Đấy, tôi đổi xong rồi, đấy. Và đây là xác nhận đổi điểm, thế là xong. Đó, tất cả nhiệm vụ của chúng ta đã xong xuôi. Ok chưa anh chị? Và đấy, đấy là cái nhiệm vụ hàng ngày của chúng ta chỉ có là như vậy thôi.